sau thông báo gây chấn động về cái chết của 6 con tin. Bão phẫn nộ vần vũ, Israel hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển người vô tận. Toàn quốc phát động tổng đình công, hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình quy mô lớn, cho rằng Thủ tướng Israel đã thất bại. Hamas ra tối hậu thư buộc người dân Israel phải lựa chọn hoặc ông Netanyahu hoặc thỏa thuận ngừng bắn. Đáng chú ý, Bộ Y tế Israel phát hiện sự thật kinh hoàng liên quan đến các con tin xấu số. Diễn biến khác, Ukraine dội bão UAV tấn công kỷ lục trải dài 15 tỉnh của Nga. Tổng thống Putin tặng quà độc để thanh toán đạn pháo cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trở thành nghi phạm trong vụ án hối lộ. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong chương trình Thời sự quốc tế. Kính chào quý vị đến với bản tin Thời sự quốc tế hàng ngày. Mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý cùng chương trình sau đây. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 1 tháng 9 thông báo đã không kích một trung tâm chỉ huy của Hamas đặt bên trong trường hợp Safat ở thành phố Gaza. Theo quân đội Israel, Hamas đã lợi dụng cơ sở giáo dục này để tổ chức các hoạt động tấn công cực đoan. Báo cáo cho biết, trung tâm này là nơi Hamas sử dụng để lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công vào lực lượng IDF và nhà nước Israel. IDF khẳng định, trước khi tiến hành cuộc không kích, họ đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu nguy cơ gây hại cho dân thường. Theo Bộ Y tế Palestine, số người thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bùng nổ đã lên đến hơn 40.000 người. Trong một phát hiện gây chấn động, Bộ Y tế Israel xác nhận 6 con tin được giải cứu từ dải Gaza cuối tuần qua đã bị ra tay một cách tàn nhẫn trong khoảng thời gian từ 48 đến 72 giờ trước đó, tức vào khoảng sáng thứ Năm đến sáng thứ Sáu. Giám định của Viện Pháp Y Abu Kabir cho rằng cả 6 con tin đều bị bắn nhiều phát ở cự ly gần, chứng minh rõ ràng họ đã bị ép buộc phải chịu án tử. Trước đó, vào sáng ngày 1 tháng 9, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Hazi Halevi đã đến thăm nơi tìm thấy các thi thể các con tin và tiến hành đánh giá tại hiện trường. Tham gia cùng ông Halevi có Thiếu tướng Yaron Finkelman, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam của Lực lượng Phòng vệ Israel, và Thiếu tướng đã nghỉ hưu Nitzan Alon, người phụ trách giải cứu con tin. Theo Kênh 12, giới chức an ninh Israel lo ngại Hamas đã ra tay với 6 con tin vì sợ rằng một con tin được giải cứu khỏi đường hầm gần đó vào tuần trước có thể tiết lộ thông tin về nơi giam giữ những người còn lại. Người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, theo đánh giá ban đầu, các con tin đã bị thành viên nhóm Hamas ra tay, giả mang, ngay trước khi chúng tôi tiếp cận. Họ được tìm thấy trong một đường hầm ở Rafah, cách đoạn hầm mà chúng tôi giải cứu Farhan Akadi cách đây vài ngày, khoảng 1 km. IDF cho biết, họ chưa xác định được chính xác vị trí của các con tin còn lại, nhưng đã có dấu hiệu về khu vực chung, nơi có thể từng giam giữ 6 con tin xấu số. Do đó, lực lượng Tel Aviv đang hành động rất cẩn trọng trong khu vực này. Giữa lúc đó, một nhóm đại diện cho gia đình các con tin bị giam giữ ở Gaza đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về cái chết của 6 con tin vừa được tìm thấy. Theo đó, Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích đã đăng tải một bài viết trên Facebook với nội dung: trong suốt 11 tháng qua, chính phủ Israel do ông Netanyahu lãnh đạo đã không hoàn thành trách nhiệm của mình là đưa các con tin trở về nhà. Thỏa thuận trao đổi con tin đã được thảo luận trong hơn 2 tháng. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với những lời bào chữa, sự vòng vo và trì hoãn. Đã đến lúc phải đưa các con tin trở về. Những người sống sót cần được cứu chữa và những người không qua khỏi cũng cần được trở về và nằm trên mảnh đất quê hương của họ. Bài viết cũng kêu gọi Thủ tướng Netanyahu phát biểu trước toàn dân và chịu trách nhiệm trực tiếp về việc đã bỏ rơi các con tin. Nếu ông Netanyahu không thất bại, những con tin có lẽ vẫn còn sống sót. Quan chức cấp cao của Hamas, Sami Abu Zuri, cũng đã lên tiếng ngay sau vụ tìm thấy 6 con tin xấu số. Chia sẻ và nói với Reuters, người này nhấn mạnh, chính ông Netanyahu mới là người phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, và người dân Israel nên đưa ra lựa chọn, hoặc là Thủ tướng Netanyahu, hoặc là thỏa thuận ngừng bắn. Khi sự phẫn nộ về cái chết của 6 con tin Israel ở Gaza vào cuối tuần qua ngày càng tăng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 1 tháng 9 đã chỉ trích Hamas vì không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn. Điều này đã ngăn cản việc đảm bảo sự tự do cho các con tin khi họ còn sống. Trong một video được công bố vài giờ sau khi thông báo tìm thấy các nạn nhân, ông Netanyahu đã gọi đó là một ngày đầy đau thương và cho biết ông, cùng với toàn thể đất nước, vô cùng sốc khi hay tin về các con tin xấu số. Ông nói, vợ tôi và tôi, cùng với toàn thể người dân Israel,
muốn cùng chia sẻ nỗi đau với các gia đình. Chúng tôi vô cùng đồng cảm với những mất mát của họ. Trong những ngày gần đây, khi Israel đang tiến hành các cuộc đàm phán chuyên sâu với các bên trung gian nhằm nỗ lực tối đa để đạt được thỏa thuận, Hamas vẫn kiên quyết từ chối mọi đề xuất. Tệ hơn nữa, cùng lúc đó, họ đã ra tay với 6 con tin của chúng ta. Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ buộc Hamas phải chịu trách nhiệm về cái chết của các con tin, đồng thời khẳng định bất kỳ ai đã ra tay với những con tin vô tội đều không có ý định đạt được thỏa thuận. Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, ngay cả sau khi Hoa Kỳ cập nhật khuôn khổ thỏa thuận vào ngày 16 tháng 8, chúng tôi đã đồng ý, nhưng Hamas một lần nữa từ chối, chúng tôi sẽ không nhượng bộ. Chính phủ Israel và cá nhân tôi cam kết nỗ lực không ngừng để đạt được thỏa thuận trả lại tất cả các con tin và đảm bảo an ninh cũng như sự tồn tại của tất cả chúng ta. Ông Anon Baravit, người đứng đầu Liên đoàn Công đoàn Israel Histadrut, đã kêu gọi một cuộc tổng đình công trên toàn quốc vào sáng ngày 2 tháng 9 nhằm gây sức ép buộc chính phủ đạt được thỏa thuận với Hamas về việc trao trả các con tin Israel. Theo Sky News, ông Anon đã kêu gọi tất cả các công nhân tham gia cuộc đình công. Ông cho biết, sân bay quốc tế chính của Israel, sân bay Ben Gurion, đã có kế hoạch đóng cửa kể từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương. Chính quyền thành phố Tel Aviv Jaffa cũng tuyên bố tham gia cuộc đình công kéo dài nửa ngày vào ngày 2 tháng 9 để bày tỏ sự đoàn kết với các con tin và gia đình họ. Trước đó, thị trưởng Tel Aviv Ron Hyundai đã kêu gọi người dân xuống đường kèm theo tuyên bố, từ sáng đến trưa, tất cả dịch vụ công cộng của thành phố sẽ ngừng hoạt động. Chúng tôi sẽ cho phép nhân viên ra ngoài để ủng hộ cuộc đấu tranh của các gia đình con tin. Trước đó, CNN ngày 1 tháng 9 đưa tin ít nhất 700.000 người tại Israel đã xuống đường phản đối chính phủ và yêu cầu sớm có thỏa thuận trao trả con tin. Tính riêng tại thành phố Tel Aviv, đã có khoảng 550.000 người biểu tình tràn xuống những con đường trong sự phẫn nộ. Sau tin tức, quân đội Israel phát hiện thi thể 6 con tin thiệt mạng tại Gaza. Những người tổ chức cuộc biểu tình mô tả đám đông ở Tel Aviv là biển người bất tận, cho biết đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở thành phố kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Video cho thấy đám đông tụ tập gần trụ sở lực lượng phòng vệ Israel, vẫy cờ Israel và giơ cao hình ảnh của những con tin thiệt mạng, đồng thời kêu gọi chính phủ đạt thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin với lực lượng Hamas. Dòng người tại Tel Aviv đã chặn nhiều tuyến đường, buộc cảnh sát phải thực hiện cưỡng chế để giải tán đám đông. Theo ước tính trước đó, quy mô người biểu tình ở Tel Aviv là 300.000 người. CNN hiện chưa thể xác minh độc lập các số liệu này. Tình hình ngày càng căng thẳng, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngay lập tức ký thỏa thuận ngừng bắn với Hamas để đưa các con tin còn lại từ Gaza trở về nhà. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Yoav Gallant viết, tất cả đã quá muộn đối với những con tin xấu số vừa được tìm thấy, những người hiện còn đang bị giam giữ phải được đưa về nhà. Đề cập đến quyết định của nội các về việc duy trì sự hiện diện quân đội tại hành lang Philadelphia dọc theo rìa phía nam của Gaza, ông nhấn mạnh, nội các chính trị an ninh cần phải triệu tập ngay lập tức và hủy bỏ quyết định vừa được đưa ra hôm 29 tháng 8. Trước đó, ông Netanyahu cho rằng việc duy trì quân đội tại hành lang này để ngăn chặn Hamas buôn bán trái phép vũ khí từ Ai Cập. Tuy nhiên, điều này được coi là một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc đạt được thỏa thuận với Hamas. Ông Gallant đã nhiều lần mâu thuẫn với Thủ tướng Israel về nhu cầu đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và trao trả các con tin còn lại để đổi lấy các tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ. Ông Gallant đã nhiều lần xung đột với Thủ tướng Israel liên quan đến kế hoạch đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và trao trả các con tin. Theo Sky News, khoảng 1/3 trong số 101 con tin người Israel và nước ngoài bị giam giữ ở Gaza được cho là đã tử vong. Số phận của những con tin còn lại hiện vẫn chưa rõ. Liên quan đến tình hình Đông Âu, Ukraine đã tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào Nga kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu. Giới chức Moscow cho biết, cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện và một nhà máy lọc dầu của Nga. Theo báo cáo của lực lượng Moscow, Ukraine đã triển khai 158 UAV cánh cố định, tấn công các vùng lãnh thổ Nga vào đêm 31 tháng 8 và rạng sáng ngày 1 tháng 9. Lực lượng phòng không nước này tuyên bố đã bắn hạ tất cả máy bay không người lái của Kiev. Đặc biệt, hai nhà máy nhiệt điện và một nhà máy lọc dầu ở Moscow và tỉnh Tver cũng phải oằn mình dưới đòn tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine. Cùng lúc đó, lực lượng Moscow tiếp tục tiến về một thị trấn quan trọng ở miền đông Ukraine. Theo diễn biến liên quan, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kharkiv đã khiến hơn 40 người bị thương, trong đó có 5 trẻ chưa thành niên. Tình hình hiện tại khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc giục các đồng minh cho phép Kiev sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ của đối phương nhằm giảm bớt mối đe dọa tấn công. Tuần trước, Nga cũng đã phát động các cuộc không kích dữ dội nhất trong cuộc chiến đánh vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.
Truyền thông nhà nước Nga hôm 1 tháng 9 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết Nga sẽ thay đổi học thuyết về việc sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả những gì nước này coi là sự leo thang của phương Tây trong cuộc chiến ở Ukraine. Một số nhà phân tích quân sự Nga có quan điểm cứng rắn đã thúc giục Tổng thống Putin hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân để đánh thức kẻ thù của Nga ở phương Tây. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 1 tháng 9 tuyên bố, như chúng tôi đã đề cập nhiều lần, chúng tôi đang cân nhắc điều chỉnh học thuyết hạt nhân thông qua xem xét và phân tích các cuộc phân tích gần đây, đặc biệt là sự leo thang của các đối thủ phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông giải thích, các tài liệu tương ứng đang được hoàn thiện, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về khung thời gian cụ thể để hoàn thành thay đổi học thuyết hạt nhân. Khung thời gian để hoàn thành là một vấn đề khá phức tạp, vì chúng ta đang nói về khía cạnh quan trọng nhất của an ninh quốc gia, ông Ryabkov lưu ý. Trước đó, Thứ trưởng Ryabkov thừa nhận tình hình quốc tế ngày càng trở nên phức tạp và không thể loại trừ những thay đổi đối với quan điểm hạt nhân của Nga. Ông nhấn mạnh, Nga có thể thay đổi học thuyết hạt nhân nếu các hành động leo thang của Mỹ và đồng minh buộc Moscow phải làm như vậy. Trước đó, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg SPF, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết học thuyết hạt nhân của Moscow rất linh hoạt và có thể được điều chỉnh nếu cần thiết. Ông Putin nói, chúng tôi đang cẩn trọng theo dõi từng biến động của thế giới, những gì đang diễn ra xung quanh chúng tôi và không loại trừ khả năng đưa ra một số thay đổi đối với học thuyết này. Theo học thuyết hiện tại, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công thông thường gây ra mối đe dọa cho sự sống còn của nước Nga. Ông Andrei Khatapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Hạ viện Nga cũng nói rằng, học thuyết hạt nhân của Nga có thể được điều chỉnh để ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Moscow. Theo quan chức Nga, tình hình xung quanh đất nước chúng tôi đã thay đổi, tình hình quốc tế đang thay đổi, với những thách thức và mối đe dọa mới đang xuất hiện. Nếu chúng tôi thấy rằng bất kỳ tài liệu nào, bao gồm cả học thuyết hạt nhân, cần được sửa đổi để đối phó với những mối đe dọa này, chúng tôi sẽ làm điều đó. Việc phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào Nga, làm dấy lên lo ngại phương Tây sắp vượt qua ranh giới đỏ mà Moscow đã đặt ra. Moscow coi việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga, đó là lằn ranh đỏ, và cảnh báo rằng sẽ đáp trả bằng mọi phương tiện có thể, bao gồm bằng vũ khí hạt nhân. Tuy vậy, Tổng thống Putin khẳng định, Nga không cần đến vũ khí hạt nhân để giành thắng lợi ở Ukraine. Tuyên bố này có lẽ là tín hiệu rõ ràng nhất tính đến hiện tại của Nga, cho thấy xung đột ở Ukraine sẽ không leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Ông Putin hy vọng một cuộc chiến hạt nhân sẽ không bao giờ nổ ra, bởi một cuộc xung đột như vậy sẽ gây thương vong lớn cho tất cả mọi người. Ông cũng cho rằng nếu các nước thành viên NATO ở châu Âu tìm cách khiêu khích Nga bằng cách thực hiện một phản ứng hạt nhân, Mỹ có thể sẽ đứng ngoài cuộc. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nói thêm, trong khi Nga và Mỹ đều có hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả để phát hiện tên lửa đang lao tới, thì các nước thành viên của NATO ở châu Âu lại không có. Đáng chú ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hơn 20 con ngựa thuần chủng. Theo The Sunday Times, đây là một phần của khoản thanh toán cho lượng đạn pháo mà Triều Tiên đã cung cấp cho Nga. Cụ thể, hãng tin này cho biết, ông Kim Jong-un đã nhận được một lô ngựa mới từ Nga thuộc giống ngựa Olof. Đây là động thái đánh dấu mối quan hệ liên minh ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Chủ nhật tuần trước, cơ quan thú y vùng Primorsky của Nga, nơi có tuyến đường sắt kết nối với Triều Tiên, báo cáo 24 con ngựa, bao gồm 19 con đực và 5 con cái, đã được vận chuyển qua biên giới. Ngựa Olof được biết đến là giống ngựa yêu thích của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông thường xuất hiện trong các hình ảnh tuyên truyền với những chú ngựa thuộc giống này. Năm 2022, 30 chú ngựa thuộc giống Olof cũng đã từng được gửi đến Triều Tiên từ Nga. Tờ Sunday Times trích dẫn nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, lô hàng ngựa mới này là một phần trong khoản thanh toán cho các chuyến hàng đạn pháo mà quân đội Nga nhận được từ Triều Tiên để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga coi ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris là đối thủ dễ đoán hơn so với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, mặc dù không có triển vọng cải thiện quan hệ với Washington trong bất kỳ trường hợp nào. Trong một cuộc phỏng vấn với Pavel Zarubin, phóng viên truyền hình được ưu ái tiếp cận Điện Kremlin, ông Peskov đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng cựu Tổng thống Mỹ có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu trở lại Nhà Trắng. Trước khi đương kim Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử vào tháng 11 tới và ủng hộ bà Kamala Harris, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Moscow thích ông Biden hơn cựu Tổng thống Trump, mô tả ông Trump là một chính trị gia cổ điển giàu kinh nghiệm. Đến thời điểm này, sau khi ông Biden đã rút khỏi cuộc bầu cử, phóng viên Zarubin đã hỏi ông Peskov về ứng cử viên mà Nga quan tâm. Quan chức Nga chỉ cười và nói rằng Moscow không quan tâm ứng cử viên cụ thể nào. Ông cho rằng Đảng Dân Chủ, bao gồm cả bà Kamala Harris, dễ đoán hơn và nhận xét của ông Putin cũng tương tự đối với hầu hết các thành viên Đảng Dân Chủ.
Mặc dù từng tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống là vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ, nhưng cả Tổng thống Putin và ông Peskov đều đã đưa ra những ý kiến khác nhau vào các thời điểm khác nhau. Ví dụ vào tháng 2, nhà lãnh đạo Nga khen ngợi ông Biden vì khả năng đánh giá tình hình của đương kim Tổng thống Mỹ, nhưng cũng thảo luận về chủ đề nhạy cảm liên quan đến năng lực tinh thần của ông Biden để đảm nhiệm chức vụ. Vào tháng 6, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng Moscow không quan tâm đến ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Mỹ, nhưng ông nhấn mạnh rằng hệ thống tòa án Hoa Kỳ rõ ràng đang được sử dụng trong một cuộc chiến chính trị chống lại ông Trump. Gần đây hơn, trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 1 tháng 9, phát ngôn viên Peskov cho biết các hành động của Hoa Kỳ nhằm giẫm đạp lên lợi ích của nước Nga đã vượt quá giới hạn chấp nhận. Ông nhấn mạnh, quan hệ song phương hiện đang ở mức thấp kỷ lục và không có triển vọng để phục hồi trong thời điểm này. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho rằng không có cây đũa thần nào có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine chỉ sau một đêm như cách mà ông Trump tuyên bố. Quan chức Nga cho rằng thật ảo tưởng khi nghĩ rằng Tổng thống tiếp theo của Mỹ có thể tuyên bố trong bài phát biểu nhậm chức rằng Washington sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine và kêu gọi đàm phán hòa bình, và điều này sẽ khiến Kiev thay đổi quan điểm. Theo ông, quyết định này liên quan đến sự leo thang của các đối thủ phương Tây trong cuộc xung đột ở Ukraine. Moscow cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine như một nước ủy nhiệm để tiến hành cuộc chiến chống lại Nga, nhằm gây ra thất bại chiến lược cho Nga và chia cắt đất nước này. Hoa Kỳ và các đồng minh đã phản bác cáo buộc trên, khẳng định rằng họ đang hỗ trợ Ukraine để tự vệ trước cuộc chiến của Nga. Yonhap đưa tin văn phòng công tố quận Jeonju đã chỉ định cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là nghi phạm trong một vụ án hối lộ và yêu cầu lệnh khám xét, tịch thu nhà của con gái ông để thu thập bằng chứng. Văn phòng công tố quận nghi ngờ rằng Than Istajet thuộc sở hữu của một cựu nghị sĩ đảng Dân Chủ đã thuê con rể của ông Moon là ông Seo làm giám đốc điều hành để đổi lấy việc bổ nhiệm nhà lập pháp này làm chủ tịch hội đồng quản trị của cơ quan doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2018. Sau khi cựu Tổng thống Moon Jae-in trở thành nghi phạm trong vụ án hối lộ, công chúng đã theo dõi chặt chẽ diễn biến này, đặc biệt trong bối cảnh các cựu Tổng thống Hàn Quốc thường bị cáo buộc tội tham nhũng. Các cựu quan chức của ông Moon cho rằng, nếu chính phủ nghĩ rằng họ có thể chuyển hướng sự thù địch của người dân đối với đương kim tổng thống bằng cách truy tố cựu tổng thống, thì đó là một sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc tuyển dụng con rể của cựu tổng thống, người không có kinh nghiệm trong ngành hàng không, làm giám đốc điều hành của một chi nhánh nước ngoài thuộc một hãng hàng không nội địa, dường như không hợp lý. Công tố viên nghi ngờ rằng các khoản đãi ngộ từ hãng hàng không, bao gồm cả tiền lương và nhà ở của ông Seo, có thể nhằm hối lộ cho ông Moon. Họ ước tính ông Seo đã nhận tổng cộng 223 triệu won tiền lương và chi phí chuyển đến Thái Lan từ tháng 7 2018 đến tháng 4 2020. Ông Seo đã bị thẩm vấn 3 lần vào năm 2024 với tư cách là nhân chứng và luôn duy trì quyền im lặng. Trước đó, các công tố viên đã bắt giữ Cho Hun Uk, cựu thư ký tổng thống, phụ trách các vấn đề nhân sự dưới thời ông Moon, với cáo buộc lạm dụng quyền lực. Một số cựu quan chức khác của văn phòng tổng thống cũng bị thẩm vấn. Các đảng cầm quyền và đối lập đã phản ứng khác nhau khi nhà con gái cựu Tổng thống Moon bị khám xét. Người phát ngôn của đảng quyền lực nhân dân John Kwang-jae cho biết, đảng Dân Chủ và các đảng đối lập liên tục lập luận rằng mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật. Bà Moon Dae-hee cũng không ngoại lệ, cũng phải chịu cùng một tiêu chuẩn như vậy. Ngược lại, nhiều người cho rằng cuộc điều tra nhắm vào ông Moon có động cơ chính trị và kêu gọi chấm dứt cuộc điều tra. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Những thông tin đáng chú ý sẽ được gửi đến quý vị qua các buổi phát sóng tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.